Ok, chào anh em nhé. Hôm nay lên cho anh em một cái con xe rù 4 bánh 2 cầu Movan Lego. Con này xe thì tình trạng rất liền lạc ha. Nói chung là nước sơn rinh toàn diện, không có sơn bù tút gì nha anh chị nha. Đó, nó có sơn thì cũng bên Nhật nó sơn ba cái dầm dầm này thôi. Đó, cũng là sơn Nhật cũng gọi là sơn rinh luôn. Nói chung Nhật nó sơn lại rồi. Nó sơn dầm dầm mấy cái chỗ này nè nè. Đó. Dầm này mấy này ha. Đó, nhưng mà cũng là bên Nhật sơn về nên là gọi là sơn rinh. Đây, đầu đèn nè, rất là liền lạc ha, sạch sẽ. Con này tình trạng như hình nha. Tình trạng như hình, có nghĩa là như hình là sao? Như hình là bán như trên hình có sao bán vậy. Đó, không có gọi là không có cabin ha. Đó, nó chỉ trụi vậy thôi. Đó, chạy thoáng mát luôn, như như xe mua trần á. Con này số 4 tiếng 2 lùi nè. Có gài cầu 1 cầu 2 cầu nè, ben nè, thắng tay, kèn đèn đầy đủ ha. Khi là con thắng ra ra tay đó đầy đủ đó, kèn ghế rinh luôn, ghế rinh ha, không rách. Đây, tình trạng xe rất là liền nha. Dây cổ rất là mới, bơm rất đẹp. Con này chạy máy xăng 291 công suất 8 ngựa nha anh chị nha, 8.PS có đề. Tình trạng máy móc cầu số bao rinh. Đó, không bung, không sửa, không có đại tu một cái gì nha anh chị. Đó, ti còn rất là đẹp, chưa thay phốt luôn, chưa xì sọt. Thùng rất là ok luôn ha. Đó, tương đối luôn. Trong mé viền thì nó có hơi dăm dăm nhưng mà không quan trọng đâu ha. Cái đó thì anh chị thích sơn chống xét hai cái viền đây thì em sẽ sơn cho anh chị luôn. Đó, bẩn bất là thẳng thắn luôn. Con này thùng ngang 1m, 1m1, dài tầm khoảng 1m7, 1m8 nha anh chị nha. Đó, tổng xe thì nó dài tầm 3m, tầm 3m, 3m1 nha anh chị. Đó, con này là bể mình ha. Đó, bể mình. Giá chỉ có 30 mấy triệu thôi. Rồi anh chị quan tâm liên hệ số điện thoại 0835 585879. Địa chỉ thị trấn Mỹ Hiền, Đương Dương, tỉnh Lâm Đồng. Giá gần 40 triệu nha anh chị nha. Giá bán tại cửa hàng chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi, anh chị quan tâm liên hệ. Mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Vỏ lốp thì còn khá là ok nha anh chị nha. Đây. Đó, khá ok ha. Lớp vẫn có răng như cọng tóc nhưng mà vẫn là ok. Đây, ok ha. Rồi, chị quan tâm liên hệ nhé.